Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn một con app đào, một con đồng coin có tên là CLX nha các bạn. Có tổng cung con này có 500 triệu, rất là thấp luôn các bạn. Thì để đào được con này thì các bạn cần cấp link phần mô tả dưới video của mình tải về một cái app. Nó sẽ các bạn về xích lây, các bạn download về một app có tên là DLX Coin nè. Rồi các bạn mở ra, các bạn đăng ký một cái tài khoản nha các bạn. Rồi các bạn chưa có tài khoản thì bạn bấm vào một sign up nè. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền username của tất cả các bạn. Số 1. Rồi anh em này thì các bạn tự đặt nha bạn. Rồi số điện thoại thì các bạn chọn Việt Nam các bạn. Rồi các bạn điền số điện thoại các bạn vào các bạn. Bỏ không đầu 3299 31577. Rồi các bạn đánh email bằng vào nha các bạn. Dòng này bắt quật giải xác nhận được quật các bạn. Rồi sau đó bạn bấm vào register nữa các bạn. Sau nha các bạn lưu ý cái dòng spoil ID này các bạn, mình có để cái link mã giới thiệu của mình dưới phần link mô tả, các bạn copy các bạn bắt vào các bạn đăng ký mới được nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào register nè. Rồi bạn lưu mật khẩu đi. Rồi sau đó các bạn login vào các bạn. Sau 2 tiếng đồng hồ các bạn bấm vào Start Min các bạn, thì tự động nó đào token CLX này mà. Vì tổng cung của này rất là thấp nên nó hạn chế các bạn đào các bạn. Thì 2 tiếng đồng hồ các bạn vào đào các bạn. Rồi giao diện khá là đẹp luôn các bạn. Rồi vậy video mình đến em kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.